Hello everybody. This is a quick weekday for the lockdown. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nướng thịt bò ăn trong tuần lễ thứ năm. Thứ năm của ngày Duy Nghiêm. Giờ là mình sẽ dùng cái này nè. Dùng cái lò nướng này là cái là con tắt riêu làm nó vô luôn thẳng luôn đó. Mình sẽ làm, đây là miếng thịt bò của mình đây, trước hết là mình để lên đây cho nó đó, đó là như vậy đó, thì nó sẽ nướng mà không cần dầu giết gì hết đó. Đó là như vậy đó, miếng thịt bò bây giờ mình mới đẩy cái này lại. Đó, mình đẩy lại, đó, mình riêu đó. Đó là đó các bạn. Phải chừng vài phút đó là mình sẽ đổi mất. Bây giờ mình sẽ sắt như vậy. Riêng tư đây là tôm trên thứ tôm luôn các bạn. Nó khoảng chừng 2-3 ở chỗ bắt đầu chứ giờ vô nhắc chỗ bắt đầu. Ở Việt Nam cái nướng dữ á, mình ở đây mình nó sẽ có cái lần, nó sẽ có cái lần để cho các bạn xem. Thì cái kính đó là đèn xanh nó tự động bật lên này. Các bạn đó, ngon không các bạn? Giờ để như vậy để cho nó có cái con cá kia đó. Các bạn thấy không, nó cái với cái hình vuông vuông vậy đó, đó này cái chắc cái chính là các bạn đó cho cái dĩa hậu lấy. Yeah,
thì các bạn phải không? Đó là cái khi hôm nay nó mình đẹp không? Là như vậy. Bây giờ mình bỏ tôm vô. Tôm đó. Tôm đó. Tôm cũng vậy đó. Thank you, this night to get everything. This night I'm gonna get a red tie. Lemon on the bitter sana. Bây giờ mình bỏ nấm rơm lên. Rồi một tí nấm rơm. Bring over here. Đây các bạn, bữa ăn trưa của mình đây. Ăn thử hậu đó.
cái nắp đó, để có cái vỏ chiếc kim nó vỏ nó bị. Đó là cái sốt rồi. Nhưng cái này là ta dành cho gà, nó hơi chua chua, mà ăn này cũng được kệ. Cũng được, không sao hết. Trong đây mình ăn con tôm này nữa, cho con tôm này vô. Đó, thấy nấm rơm đó. Oh, chú thích. Oh my goodness. Nấm rơm, tôi thích để lòng go in. Ok, nấm rơm, cà chua, cà chua nặng đây, được, sẽ hết, miếng nhà này nữa, ok, mời các chạc của các bạn. Mr. Tender. Look at that. Oh, no. Các bạn có thể ăn với bánh mì. Ngon. Bánh mì nướng nóng quá. Này nó kêu là gì? What this one called? Raisin cinnamon bagel. Bagel. Raisin cinnamon. Này là bánh mì nó luộc ở trong nước á, rồi với nước. Thử miếng cái bơ này ngay quá bạn. Cà chua. Mũi ăn nhà nông rồi các bạn. Ăn đơn giản đó, giống như mình đang giữ nha các bạn. Bà xã thích ăn là cái gì cũng chín đó, còn mình thì hơi tái, nên này mình làm cho bà xã cho nên nó hơi bị chín. Bà xã thích ăn chín các bạn, thấy à? Em yêu. Tại cái này cắt cho em yêu nấu chín phải chín cho em yêu. Anh thì ăn cái tầng không tống thì chứ. Sụt chui mấy. Ngon. Ngon.
movie bawaan kita. Slow. Kenapa? Dùng một cái nĩa thôi, ý dùng hai cái nĩa nhưng một cái dao đủ rồi. Các bạn làm gì? Kêu lót là stream mới đăng bài phát. Sẽ lót nhanh nhé. Anh quá chịu khó quá. Sẽ lót nhé. Sẽ lót lên bài phát luôn. Mushroom lên bài phát. Bài phát xin chào các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Happy weekend everybody. Bye for now. Happy weekend. Stay safe. Stay safe. Lunch at reading.